Tớ làm việc ở bệnh viện. I work at the hospital. Công việc của tớ là giúp đỡ người bệnh. My job is helping sick people. Tớ mặc đồng phục và chiếc áo choàng trắng. I wear a white uniform or a white blouse. Hàng ngày tớ gặp rất nhiều bệnh nhân. Every day, I meet many patients. Tớ thường làm việc cởi ống nghe và đơn thuốc. I often work with a stethoscope and a prescription. Đố các bạn biết tớ là ai? Do you know who I am?